Đã bao mùa lá vàng rơi từ ấy, chiến khu D vẫn đỏ máu quân thù. Bình Dương, mảnh đất trung tâm của chiến khu D, là căn cứ địa kháng chiến, nơi che giấu lực lượng, cất giữ vũ khí và phát triển toàn diện mọi mặt của cách mạng miền Nam Việt Nam. Với vị trí án ngữ chiến lược, nối nhiều chiến trường với nhau, chiến khu D là một bàn đạp quân sự tiến công vào các mục tiêu quân sự, chính trị, kinh tế của địch. Nơi được ví như khu căn cứ Việt Bắc đối với Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ trước đây trong kháng chiến chống Pháp. Trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, chiến khu D ngày càng mở rộng lên vùng rừng núi hiểm trở từ biên giới Việt Nam, Campuchia đến gần sát thành phố Sài Gòn, Biên Hòa và các tỉnh miền Đông, miền Tây, Nam Bộ. Là căn cứ của cơ quan chỉ đạo kháng chiến miền Nam, một thời chiến khu D được mệnh danh là vùng đất chết. Sự hy sinh xương máu để đánh đuổi kẻ thù của lớp lớp cha ông ta đã gắn liền với những chiến công vang dội trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Các chiến thắng như Lạc An, Tân Uyên, Phước Thành, Đất Quốc, Đồng Xoài minh chứng cho tinh thần quả cảm, ý chí và sức mạnh quân sự, sức mạnh lòng dân cũng như việc xây dựng kế hoạch chiến lược đầy sáng tạo. Rồi từ đó Tân Uyên thành chiến địa, máu quân thù tiếp tục chảy không thôi. Dòng sông xanh đã nhuộm màu máu tía, thuyền bến xưa phiêu bạt bốn phương trời. Những câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ nhắc nhớ về một thời máu lửa đã qua. Câu thơ không chỉ biểu hiện sức sống mãnh liệt của một vùng quê mà còn ngợi ca sức mạnh, ý chí quật cường của cả một dân tộc. Cứ mỗi lần nghe lại những bài thơ viết về chiến khu D, cảm xúc của mỗi người dành cho mảnh đất này lại trào dâng. Làm sao có thể kể hết những cống hiến hy sinh của bao thế hệ người Việt Nam ở nơi này, mà trong đó phải kể đến những người con của quê hương sông La ngàn hống. Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, những vết tích đau thương trong quá khứ dần được xóa nhòa để nhường chỗ cho công cuộc đổi mới đi lên của quê hương đất nước hôm nay. Hẳn rằng, trong tâm thức của mọi người, nơi vùng đất từng nếm trải nhiều khói bom lửa đạn, tên gọi Bình Dương xuất phát từ khát vọng hòa bình hoặc sâu xa hơn, thầm kín hơn. Vùng đất ấy được ví như ánh bình minh của vầng dương soi về phương trời bốn cõi. Nếu như trong chiến tranh, chiến khu D ở Bình Dương là trung tâm kháng chiến, thì bước sang những năm tháng hòa bình, vùng đất ấy lại vươn mình trỗi dậy, thu hút người dân từ khắp mọi miền đến nơi đây lập nghiệp. Làm giàu chính đáng trên mảnh đất từng phải chịu nhiều đau thương mất mát chính là sự khẳng định giá trị to lớn của từng tấc đất, đồng thời là dịp để thế hệ hôm nay tri ân công lao của những người đã xả thân vì nước. Bình Dương, mảnh đất anh hùng trong quá khứ và thực sự năng động trong công cuộc hội nhập phát triển kinh tế xã hội hôm nay. Nhà anh Phan Bá Lợi ở tổ 3, khu phố 3, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Một cuộc hội ngộ bất ngờ với những doanh nhân Hà Tĩnh ở đây. Trong số những câu chuyện về quê hương, về thuở ấu thơ và những năm tháng lập nghiệp xa quê, chúng tôi ấn tượng nhất bởi câu chuyện cách đây hơn 10 năm về trước. Vùng này chỉ là một khu đất trống rộng khoảng 3 hectare. Vậy nhưng nhận thấy tiềm năng và chiều hướng phát triển trong tương lai, công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Phú Lợi đã mua để làm dự án. Với tình cảm của người con xa quê, sau này anh Lợi đã chia lại, nhượng lại cho anh em bạn bè ở quê nhà vào Bình Dương lập nghiệp. Như lúc nãy là anh em nói rằng là khi mới vào đây lập nghiệp ấy, thì cả cái khu này là một bãi đất rất là hoang, một cái bãi đất hoang mà bây giờ trở thành một cái khu nhà dân ở như thế này rất là bao khang trang, và bây giờ thì chắc hẳn là phải cái bàn tay con người ở đấy phải là rất là cái này là hồi xưa là công ty Trần Phú Lợi mua. Mua toàn bộ cái đất ở đấy. Toàn bộ bao nhiêu hecta đấy? Toàn bộ đấy là khoảng 4 hecta. Bắt đầu công ty mới xin dự án mở con đường nhựa đấy vào, xong rồi cắt từng nền làm dự án đấy.
đấy thì là mấy đứa những anh em mà dù đồng hương quen biết gì đó thì vào, ví dụ người này không đủ tiền thì là để vài ra anh em cất nhà trả từ từ đấy, cùng tạo điều kiện cho anh em đồng hương Hà Tĩnh ở vào đây. Nói chung là cũng anh Lời kêu là bảo là những cái nào mà anh em mình là cố gắng chùm lại một chỗ. Nói chung ở đấy Tết nó cũng chả khác gì ở Hà Tĩnh hết. Chả khác gì ở quê đúng không? Tù lại xong bắt đầu làm một nồi bánh chưng và nấu cả đêm, xong bắt đầu đi đúng ngày 30, đêm 30 Tết là coi như đi đến sáng thôi. Không có cảm giác là xa quê. Ừ đúng rồi. Anh em nói chung là người nào mà về được á, thì là có điều kiện về thì về. Còn vẫn người nào mà không phải ở nhau, đấy vẫn cứ... nói tiếng Hà Tĩnh thì cái cảm giác xa quê nó đỡ đi. Nói chung là không mất gốc, không... Đấy, ở đây là coi như cũng... cà rồi muối cũng vài hũ, nói chung là ngoài quê có gì là ở trong đây cũng làm như vậy. Đất lành chim đậu, chẳng mấy chốc nơi đây đã hình thành nên một xóm nhỏ quy tụ những người Hà Tĩnh xa quê. Thế mới hay, đất Bình Dương có sức hút đến lạ kỳ. Mảnh đất này đã níu giữ bước chân những người con sinh ra bên sông La, sông Phố. Còn anh Bảo như thế nào? Anh có những suy nghĩ gì ạ? Mình thì thực tế cũng là con em Hà Tĩnh. Mình học xong thì mình lại có cái duyên là mình vào bộ đội trước. Vào bộ đội. Thì sau lúc đi ngoài Bắc thì mình được phân công tác chuyển bóng này. Là vào đơn vị đặc công 429 trên khu giáo. Thì mình phục vụ hoàn thành nhiệm vụ quân sự. Thì mình cũng ra ngoài thì cũng có cơ duyên là gặp mà có duyên gặp anh Lợi là của quê hương là Đồng Hương Đồng Khói, và từ bộ đội lên trở thành đó nó ở và từ bộ đội thì trở thành doanh nhân lúc nào cũng vậy. Từ cái cơ duyên đó thì anh Lợi tạo điều kiện cho ở vào làm cùng anh. Trong quá trình thì anh em cũng làm với nhau, anh Lợi giúp đỡ tạo điều kiện để tạo cuộc sống ổn định trong này. Thế anh Mào thì cùng quê với anh Lời chứ ạ? Mào thì cùng quê, cùng quê hương nhau cả. Riêng cái khu này thì cũng rất đông con em Hà Tĩnh. Thì cơ bản là ngày xưa vào đấy thì cũng có một số là vào trước. Thì có số thì vào sau này công ty anh Lợi thành lập thì cũng anh em vào làm cùng nhân viên. Thì từ đó thì là phân ra. Với anh Toản thì cơ duyên để vào đấy là như thế nào? Trước đây là mình làm công ty bông Việt Nam, xong rồi một thời gian công ty cổ phần thì giảm biên chế mình nghỉ, mình về trường đây là công ty nhà nước đúng rồi, xong về làm giáo viên dạy trường lái trường tư thục ở Bình Dương ấy, là của ông Võ Văn Chính ấy. Xong, ông Võ Văn Chính là ông Chính người Đức An mình ấy, người quê mình ấy. Người Đức Thọ, người Đức An ấy, xong rồi cũng cái duyên cái số thôi, cũng anh Lợi cũng một lần sau một lần đi nhậu với rồi gặp lại anh Lợi, nói mày làm đâu thì về làm với anh, về là từ đó là anh em xích lại gần nhau, rồi là cũng mua đất làm nhà rồi làm chung với công ty, cũng trong công ty luôn thì ở mãi đến bây giờ. Nói chung là ở trong cái khu ba này toàn là anh em đồng hương Hà Tĩnh. Nhà anh Toản cũng ở gần đây à? Nhà nhìn bên này. À, nói chung là cứ đêm giao thừa là coi như thức tới tháng luôn. Vẫn vào. Có không khí bình thường về đây... cứ như ở quê mình nhận. Rồi đem được không khí ngoài quê mình vào ở trong này luôn. Thế con vừa có vợ con thì ở nhà buôn bán nội trợ vào trong. Cũng người Hà Tĩnh à? Vợ thì người trong này. Vâng. Còn anh Bảo vừa ở Hà Tĩnh này. Mảo thì lại quê, vợ cũng quê, cũng gần nhà. Đưa từ quê ra đưa vào quê. À? Tức là lấy vợ quê để đưa từ quê vào đúng đây à? Đúng rồi, mang vào trong này. Thế là giờ vợ Mảo thì cũng buôn bán. Buôn bán. Nhìn chúng thì ở ngay cái khu này là có 30 gia đình đúng không ạ? Nhìn chúng thì cuộc sống của những người Hà Tĩnh ở đấy như thế nào? Có ổn định hay không ạ? Thì nói chung là cái con người Hà Tĩnh ta cơ bản là được cái là chịu khó. Chịu khó thì là cái cần cù chịu khó. Do đó là lúc họ vào đấy lập nghiệp thì cái bản tính họ chịu khó như vậy. Thì với cái sự năng động của cái kinh tế Bình Dương nữa thì cơ bản là ổn định. Ổn định. Ngôi nhà này
là địa chỉ tụ họp thường xuyên của những người Hà Tĩnh ở Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Hôm nay anh Lợi đi vắng, tiếp đoàn là anh Phan Bá Bính, em trai của anh Lợi và nhiều người Hà Tĩnh xa quê ở Bình Dương. Anh Bính, anh Toản, anh Bảo đều đang làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Phú Lợi. Thế cảm nhận của các anh về đất Bình Dương này như thế nào? Cái văn hóa của người Bình Dương, cái ứng văn hóa người Bình Dương có thể hòa nhập được ấy. Thực tế thì trước hết nói đến cái mảnh đất Bình Dương ấy, là một cái mảnh đất mà phát triển là thuộc dạng cũng hàng đầu của đất nước ấy. Đó, với công nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái người Bình Dương ấy, họ được cái là rất gần gũi, họ rất gần gũi, rất dễ mến. Thì sau lúc mà những người mà như Mạo và những số anh em đấy vào đây lập nghiệp thì cái người Bình Dương họ rất dễ gần, rất dễ mến, họ tạo điều kiện gần gũi. Từ đó cái chỗ mà phát triển công nghiệp nữa thì có người Hà Tĩnh vào đấy làm ăn, nói chung là cơ bản là phát triển tốt. Anh Lợi họ Phan, nhưng tên công ty lại là công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Phú Lợi. Anh Bính, em trai anh Lợi giải thích. Quê anh Lợi ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, quê hương của đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có lẽ đó là niềm tự hào về quê hương giàu truyền thống văn hóa, khoa bảng, quê hương cách mạng, nên anh muốn đời sau luôn ghi nhớ và mãi mãi tự hào về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Phú Lợi sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như may mặc, địa ốc, vật liệu xây dựng, khách sạn, du lịch. Mặc dù bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, nhưng công ty vẫn duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm lao động. Thương hiệu Trần Phú Lợi ngày càng lớn mạnh, khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Bình Dương, mảnh đất nổi tiếng bởi nhiều làng nghề truyền thống, trong đó có làng nghề Tương Bình Hiệp. Theo tư liệu lịch sử Gia Định Thành Thống Chí của Trịnh Hoài Đức, thì làng nghề sơn mài ở Bình Dương có từ khoảng thế kỷ 17. Khi mà những cuộc di cư lớn của người dân từ miền Trung, miền Bắc, họ đã mang theo nghề truyền thống của quê hương mình vào vùng đất mới. Trong sự giao thoa văn hóa vùng miền của cộng đồng người Việt, những người Hà Tĩnh theo dòng di cư vào sinh cơ lập nghiệp thuở ấy hẳn cũng đã sớm bắt nhịp với nghề làm tranh sơn mài, vốn dĩ rất tỉ mẫn nhưng lại ẩn chứa sự lịch lãm, tài hoa và cao thượng. Từ nỗi nhớ quê hương tha thiết, những người thợ bằng tâm huyết và bàn tay khéo léo của mình đã dày công khắc họa nên những bức tranh, những hình ảnh về cây đa, bến nước, sân đình, về lũy tre làng với đàn trâu đùng đỉnh bên bến sông quê. Nét quê mộc mạc, gần gũi, thân thương được tái hiện trên những bức tranh sơn mài. Đó chính là tình cảm, tấm lòng giúp họ vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Trải qua hàng trăm năm hình thành phát triển, sản phẩm của làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, sự tinh xảo, nhẹ nhàng, thanh thoát, đậm đà tính cách Á Đông. Ngoài những bức tranh nghệ thuật, các nghệ nhân còn chế tác ra các sản phẩm như bình hoa, bát đĩa, vòng tay, lục bình, hộp đựng vật lưu niệm để sử dụng trang trí trong gia đình và xuất khẩu ra nước ngoài. Với bề dày truyền thống, nghề sơn mài Tương Bình Hiệp đã và đang lưu giữ nét son văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam, trở thành niềm tự hào của bao thế hệ người dân trên mảnh đất này. Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp trở thành điểm dừng chân của du khách muôn phương, để rồi tiếng nói nghệ thuật mang tính nhân bản dân gian ấy tiếp tục vang vọng lan xa, chắp cánh cho văn hóa dân gian Việt Nam đến với nhiều nơi trên bước đường hội nhập và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, làng Tương Bình Hiệp được xem là một trong những cái nôi của làng nghề sơn mài truyền thống của Bình Dương. Và theo tư liệu lịch sử thì nghề này được người dân di cư từ miền Trung, miền Bắc mang theo vào vùng đất mới Bình Dương để sinh cơ lập nghiệp. Và cho dù hôm nay thì trong dòng chảy cuộc sống mới đầy sôi động, thế nhưng làng Tương Bình Hiệp vẫn được xem là một trong những làng nghề nổi tiếng bởi tác phẩm sơn mài nghệ thuật bình dân, bởi vẻ đẹp lộng lẫy và giàu tính nhân văn sâu sắc.
không gian văn hóa Bình Dương lại càng khẳng định ghi dấu ấn đậm nét trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam. Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến tọa lạc tại thành phố Thủ Dầu Một. Nơi đây quy tụ những tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam qua 4.000 năm văn hiến, tạo điểm nhấn quan trọng về lịch sử, du lịch, văn hóa tâm linh, vui chơi, giải trí. Quý vị và các bạn có thể hình dung được không? Đây là một điểm du lịch mới lạ, thú vị và hấp dẫn. Một công trình được xem là vào loại bậc nhất Đông Nam Á. Vâng, lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, cách thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương chừng 7 km về hướng huyện Bến Cát. Công trình này rộng khoảng 450 hectare với nhiều hạng mục công trình và kiến trúc độc đáo. Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến được xác lập với 8 kỷ lục nhân tạo hết sức kỳ vĩ, nên thơ, đã để lại trong mắt mọi người sự ngưỡng mộ về tài hoa kiến trúc, bố cục độc đáo, hài hòa, hiếm nơi nào có được. Đại Nam thực sự là điểm tham quan du lịch khám phá đầy hấp dẫn và lý thú của du khách. Trong quá khứ, Bình Dương là một vùng quê cách mạng kiên cường, nơi chứng kiến biết bao sự hy sinh xương máu của cha ông ta đã làm nên lịch sử. Huyền thoại chiến khu D với địa thế sông dài rừng thẳm. Những địa danh như Phú Lợi, Bầu Bàng, Lai Khê, Nhà Đỏ đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, bởi đó là những vùng đất tiêu biểu của chiến trường năm xưa mà các thế hệ mai sau mãi mãi khắc ghi. Trên vùng đất lắm đạn bom, thừa nắng lửa, nay đang lột xác thay ra vươn mình trỗi dậy. Màu xanh ngút ngàn của các loại cây công nghiệp như cao su, điều, hồ tiêu mọc lên giữa chi chít hố bom năm xưa, minh chứng một điều rằng ý chí, nghị lực và bàn tay, khối óc của con người đã làm nên tất cả. Trong rất nhiều đồn điền, các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở Bình Dương có khá nhiều ông chủ, bà chủ và một lực lượng lớn công nhân lao động là con em Hà Tĩnh. Gắn bó với cây cao su, hổ tiêu và đổi đời ở mảnh đất này, điều đó càng khẳng định tinh thần cần cù, hăng say lao động, mạnh dạn đầu tư của người Hà Tĩnh xa quê. Sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, Bình Dương hôm nay đang là cửa ngõ giao thương với thành phố Hồ Chí Minh, nơi có các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 10A, quốc lộ 14, đường xuyên Á. Đặc biệt, nơi đây có rất nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất đa ngành nghề, đa lĩnh vực, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, đã tạo thuận lợi cho tỉnh Bình Dương cất cánh vươn lên trong công cuộc hội nhập và phát triển. Ngoài thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên với nhiều khu đô thị sầm uất, thành phố mới Bình Dương đã và đang được đầu tư xây dựng hết sức khang trang hiện đại. Trong một tương lai không xa, nơi đây sẽ là trung tâm hành chính mới của tỉnh Bình Dương với đầy đủ các phân khu như khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, trung tâm tài chính, chứng khoán, các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế, khu vui chơi, giải trí. Bình Dương là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là vùng kinh tế động lực của khu vực miền Đông Nam Bộ. Ngành công nghiệp dịch vụ cũng như các loại hình sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng nhanh và bền vững. Bởi vậy, mảnh đất này đã thu hút một lực lượng lao động lớn về sinh sống, làm việc. Người Hà Tĩnh ở Bình Dương, dù là đội ngũ trí thức, nhà khoa học hay là công nhân, nhưng bất cứ ở lĩnh vực nào, người Hà Tĩnh xa quê vẫn luôn một lòng đoàn kết gắn bó, phát huy hết tài năng, sức sáng tạo trong lao động sản xuất và có những đóng góp xứng đáng cho quê hương, đất nước. Trong số rất nhiều con em Hà Tĩnh thành đạt trên mảnh đất Bình Dương, phải kể đến lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân. Trong số rất nhiều doanh nhân chúng tôi gặp ở Bình Dương, có một người để lại ấn tượng khó quên, đó là doanh nhân Võ Văn Chính, quê ở xã Đức An, huyện Đức Thọ. Ông Chính vốn là một công chức vào lập nghiệp ở Bình Dương từ năm 1977, nhưng sau đó chuyển ngành ra mở trường tư thục. Trung tâm dạy nghề tư thục Bình Dương được thành lập từ năm 1991.
Kể từ đó đến nay, trung tâm luôn là địa chỉ uy tín trong lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô, công nhân lái máy. Quy mô trung tâm không ngừng được mở rộng, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, phần lớn là con em Hà Tĩnh và được đào tạo khá chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, dù trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, các cơ sở đào tạo lái xe có ở hầu khắp mọi nơi, nhưng hàng năm, Trung tâm Dạy nghề Tư thục Bình Dương vẫn thu hút từ 1.300 đến 2.000 người tham gia học tập. Những doanh nhân Hà Tĩnh ở mảnh đất Bình Dương, mỗi người công tác một lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Xa quê hương, nhưng với bàn tay, khối óc của mình, họ đã làm nên tất cả, góp phần xây dựng cuộc sống ngày một ấm no, mạnh giàu. Thì nói chung là qua qua nhà đài thì thực hiện là cũng cảm ơn chỗ anh em trong ban chỗ đài VTV của HTV của Hà Tĩnh để có cái chương trình tạo điều kiện để anh em được nói lên cái cảm nghĩ của cái người con xa quê để vào đây lập nghiệp là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là qua cái đài thì cũng xin nhắn gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ con em quê hương ta Hà Tĩnh ngoài đó. Và nói chung là cũng xin hứa với chỗ là quê hương là một trong những người con xa quê lập nghiệp thì cố gắng phấn đấu tốt, giữ đúng phẩm chất và thường xuyên về thăm quê để nhớ đến cái quê hương đó. Nhưng mà Nói là xa quê từ lâu rồi nhưng mà cố gắng làm sao mà đúng cái gốc người Hà Tĩnh mình là xa quê lập nghiệp. Thời gian đoàn làm phim lưu lại ở Bình Dương quá ít ỏi. Tất cả vẫn còn đang dang dở, tiếc nuối. Vậy nhưng, mỗi vùng đất đi qua, từng con người gặp mặt vẫn đủ để chúng tôi cảm nhận nét son văn hóa và những thành tựu rực rỡ của Bình Dương. Trong nhịp sống hiện đại, hối hả hôm nay, mảnh đất ấy đang phát triển không ngừng, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực vốn có. Tỉnh Bình Dương đang bứt phá vươn lên, thành phố công nghiệp ngày một phồn vinh hiện đại theo từng nhịp đập bước đi của thời gian. Những thành quả rất đáng trân trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở Bình Dương có sự đóng góp một phần không hề nhỏ về công sức, trí tuệ và cả tấm lòng của con em Hà Tĩnh xa quê.